bến sông tranh tấp nập thuyền về bến, nhớ tiếng mây dày vắng vọng ngày đêm. Ninh Giang ơi, miền quê thương mến, đất Hồng Châu về Ninh Giang.
và các hiệp bạn thưa toàn thể đại hội thực hiện thông qua thông báo của hội nghề nghiệp y tế tư nhân tỉnh Hải Dương và kế hoạch hoạt động năm 2016 của hội nghề nghiệp y tế tư nhân huyện Ninh Giang được sự đồng ý của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang. Hôm nay hội nghề nghiệp y tế tư nhân huyện Ninh Giang tổ chức đại hội nhằm tổng kết hoạt động của hội nhiệm kỳ 2011-2016 và thông qua phương hướng nhiệm vụ và giải pháp hoạt động của hội, đồng thời bầu ban chấp hành hội nghề nghiệp y tế tư nhân huyện Ninh Giang khóa 4 nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu đại biểu đi dự đại hội hội nghề nghiệp y tế tư nhân tỉnh Hải Dương, tịch trung ương hội y tế tư nhân Việt Nam. Xin chân trọng giới thiệu dược sĩ đại học Nguyễn Đức Hạnh, phó chủ tịch hội nghề nghiệp y tế tư nhân tỉnh Hải Dương. Xin chân trọng giới thiệu bác sĩ Đặng Hữu Hùng, ủy viên ban thường vụ hội nghề nghiệp y tế tư nhân tỉnh Hải Dương khóa 3. Xin chân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Chiến, ủy viên ban thường vụ tỉnh hội, giám đốc bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Xin chân trọng giới thiệu bác sĩ Nguyễn Văn Giang, chủ tịch hội. Xin chân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thế Trường, trưởng phòng khám đa khoa An Bình Thiết Nghị. Xin chân trọng giới thiệu chủ tịch bệnh viện Đa khoa huyện. Xin chân trọng giới thiệu lãnh đạo trung tâm y tế huyện Ninh Giang. Xin chân trọng giới thiệu bác sĩ Tô Văn Chấn, giám đốc trung tâm kế hoạch hóa gia đình. Xin chân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Huy, giám đốc đài phát thanh huyện, cùng phóng viên đến dự và đưa tin đại hội. Xin chân trọng giới thiệu ông Phạm Minh Hòa. Xin chân trọng giới thiệu bác sĩ Đào Đình Trúc, chủ tịch hội cựu cán bộ y tế, cùng quý vị đại biểu đại diện cho lãnh đạo các ban ngành trong huyện, các đại biểu đại diện các lãnh đạo 28 trạm y tế xã huyện và thị trấn trong huyện, thường xuyên quan tâm tới phong trào của huyện hội đã về dự và chúc mừng đại hội. Xin đại hội nhiệt liệt chào mừng. Lương y Hà Đăng Lưu, 2 bác sĩ Nguyễn Văn Nam, 3 bác sĩ Đặng Văn Nguyên, 4 lương y Phạm Đình Bình, 5 lương y Nguyễn Đình Tiền và thư ký gồm 2 đại biểu, 1 y sĩ Phạm Đức Lưu, 2 lương y Hà Hồng Đức. Xin đại hội. Chăm sóc sức khỏe gắn liền với tăng cường đầu tư của nhà nước, thực hiện tốt việc trợ giúp cho các đối tượng chính sách và người nghèo trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe. Bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội. Trong đó, ngành y tế giữ vai trò làm cốt về chuyên môn kỹ thuật, khuyến khích các thành phần và công ích, mở rộng y tế tư nhân sẽ huy động được nguồn lực tài chính trong cộng đồng để đầu tư cho ngành y tế, nhất là trên sở chất và cao các trang thiết. Trong khi chúng ta chưa đủ nguồn ngân sách nhà nước lo cho việc này, mở rộng y tế tư nhân sẽ huy động được nguồn nhân lực đông đảo, đặc biệt là những cán bộ công chức, viên chức y tế đã nghỉ hưu. Họ là những người có kinh nghiệm nghề nghiệp, từng trải, tham gia vào công. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, hòa chung không khí tương mừng của toàn đảng, toàn quân, toàn dân thi đua lập nhiều thành tích, chào mừng thành công đại hội đảng toàn quốc, được sự đồng ý của thường trực huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, đại hội hội nghề nghiệp y tế huyện Ninh Giang nhiệm kỳ 2016-2021 năm trạm được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016, đưa ra mục tiêu phương hướng hoạt động cụ thể của nhiệm kỳ mới, đồng thời đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của đại hội đề ra. Đại hội lần này cũng bầu ra ban chấp hành khóa mới, gánh vác trọng trách mà đại hội đã gửi gắm. Đây cũng là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao của mỗi thành viên ban chấp hành. Tôi đề nghị các đại biểu tham dự đại hội phát huy tính dân chủ,
tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những đại biểu có năng lực, có tài, có đức, có trách nhiệm với tập thể bầu vào ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội hội nghề nghiệp y tế tư nhân người Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. 11:30 ngày 4/10/2016. 1. Đón tiếp đại biểu hoan nghênh chào mừng. 2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 3. Chào cờ bầu đoàn chủ tịch. 4. Khai mạc đại hội. 5. Chúc mừng hoa cờ trận hoa chúc mừng của đại hội. 6. Thông qua chương trình nội quy của đại hội. 7. Báo cáo tổng kết hoạt động hội y tế tư nhân nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2016-2021, kiểm điểm ban chấp hành. 8. Duy trì thảo luận. 9. Đại biểu trung ương tỉnh và phát biểu ý kiến. 10. Khen thưởng. 11. Đại biểu huyện phát biểu ý kiến. Báo cáo công tác hội nghề nghiệp y tế tư nhân huyện Ninh Giang nhiệm kỳ 2011-2016, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ qua, ngành y tế nói chung gặp rất nhiều khó khăn sóng gió, tình hình bệnh dịch trong nước và thế giới có những diễn biến phức tạp và luôn có nguy cơ bùng phát. Song được sự quan tâm của Sở Y tế, các ban ngành, đoàn thể và tỉnh, sự lãnh đạo của tỉnh hội, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương cùng với toàn thể hội viên hội nghề nghiệp y tế tư nhân huyện Ninh Giang, trong nhiệm kỳ qua, hội nghề nghiệp y tế tư nhân huyện nhà đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Về kết quả hoạt động của hội nhiệm kỳ 2011-2016, với đặc điểm tình hình, hội nghề nghiệp y tế tư nhân huyện Ninh Giang được thành lập ngày 31/7/2002 theo quyết định số 248/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 21/8/2001. Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp ban đầu với 42 thành viên hành nghề y tế tư nhân, đông và tây y cùng nhau đoàn kết nêu cao y đức, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và trong khám chữa bệnh, chăm sóc bảo vệ tốt sức khỏe nhân dân với phương châm tự nguyện, thân thiện và hiệu quả, cùng với ngành y tế phát hiện và dập dịch trên địa bàn, đồng thời chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân giảm tải cho ngành y tế. Như vậy, trong năm qua, hội nghề nghiệp y tế tư nhân huyện đã đạt được kết quả khám chữa bệnh là 354.700 lượt, tư vấn sức khỏe không dùng thuốc là 18.200 lượt, nộp thuế cho nhà nước là số tiền 73 triệu đồng. Với công tác từ thiện nhân đạo ngay từ đầu nhiệm kỳ, bắt đầu mặt các hội viên và tham gia các đợt phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, hội chữ thập đỏ các cấp ủng hộ người nghèo, đồng bào trong nước bị thiên tai. Trong năm, riêng hội viên đã làm từ thiện nhân đạo trên 120 triệu đồng. 2 phòng khám đa khoa Hồng Châu và Đức Minh làm từ thiện nhân đạo số tiền là trên 500 triệu đồng. Nhìn lại một nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận 6/2021, ngày 4/10/2016, ban chấp hành hội nghề nghiệp y tế tư nhân huyện Ninh Giang xin kiểm điểm công tác lãnh đạo trong nhiệm kỳ qua. Một lớn về mặt ngành, một nhỏ công tác tổ chức. Mặc dù đội ngũ cán bộ ban chấp hành hoạt động kinh nghiệm, không chuyên nghiệp, không kinh phí, với phương châm tự nguyện, thân thiện, hiệu quả, mỗi đồng chí trong ban chấp hành mang hết khả năng của mình để lòng nhiệt tình với phong trào của thành. Định kỳ sinh hoạt căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng chức vụ và phân công trách nhiệm cho từng thành viên, căn cứ vào tình hình nhiệm vụ và nghị quyết của ban chấp hành tỉnh. Hôm nay tôi thay mặt cho hơn 20 cán bộ công nhân viên của phòng khám chữa bệnh nhân dân Nam Lộc với mục đích làm rõ và sâu hơn lý do để đạt được kết quả hoạt động thực hiện diễn ra trong toàn hệ thống nói chung và phòng khám đa khoa Đức Minh nói riêng. Trước hết, cho tôi thay mặt cán bộ nhân viên phòng khám đa khoa Đức Minh kính chúc các đại biểu cùng toàn thể đại hội luôn mạnh khỏe.